Chào tất cả quý vị các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cho tất cả quý vị các bạn là những người nào chúng ta xài Core BA700 cũng như BA1000 một tin vui. Là vừa rồi thì hãng Core chúng ta có đã có gửi tặng cho các anh em chúng ta cái bản nâng cấp BA7. Cái bản này thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta thêm vài trăm cái style mới, sun mới và drum mới, và nó mở rộng thêm cái khu lưu trữ style sun drum. Thì bây giờ để chúng ta cài đặt cái bản này thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ lưu cái bộ set ra ngoài để tránh trường hợp giờ chúng ta có thể gặp sự cố để hư bộ set của chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta lưu cái bộ set một cách là ok nhất. Chúng ta bấm vào Media, bấm vào Liberty, chúng ta bấm vào Backup, chúng ta sẽ lưu bộ set. Như ở đây mình có sẵn, mình lưu đè luôn bộ set cũ của mình luôn ha. Không thì chúng ta có thể lưu ra ngoài cổng. Chúng ta đặt tên cho bộ set, dụ như ở đây tôi sẽ đặt tên cho bộ set Di Sơn. Các bạn đặt tên gì được mình nhớ đâu ha. Ok. Thì sau khi mình chỉ hướng dẫn cho các bạn những cái bước cài đặt thôi thì chúng ta về tự khám phá ha. Nó sẽ có nhiều style mới rất là hay cho các bạn. Sun nè, drum nè và tất cả các tiếng trong sun vân vân. Thì nó sẽ mở rộng ra cho chúng ta và nó có nhiều dữ liệu hơn. Và nó cũng có cải thiện về âm thanh. Và mình cũng nói luôn là cái bộ này, cái bản nâng cấp này nó chỉ dùng cho một bộ set mà thôi. Khi các bạn lót bộ set khác vào thì nó sẽ mất à, cho nên chúng ta để ý ha. Bởi vì đêm khuya cho nên là mình nói hơi nhỏ, mong là các bạn chúng ta không lười thứ bỏ qua cho ha. Sau khi chúng ta lưu bộ set xong thì chúng ta sẽ tắt đàn và khởi động lại ha. Chúng ta cách tắt đàn và khởi động lại để cài cái bộ nâng cấp này cho chúng ta nhấn cùng một lúc cái nút tắt nguồn và cái nút intro một các bạn ha. Giờ mình sẽ làm các bạn để đây cái nút intro một bên này các bạn đó. Bây giờ mình nhấn cùng một lúc ha, mình giữ rồi rồi sau khi mình nó đã để update rồi chúng ta thả tay ra đúng không các bạn. Rồi à, nó bảo chúng ta chọn cảm ứng thì chúng ta cứ chọn ha. Rồi sao ok. Rồi ok, chúng ta sẽ bấm vào ok và chúng ta chọn vào cái ô đĩa có cái phần mềm. Ở đây chúng ta chọn ở hồi nãy tôi lưu có phần bản nâng cấp ở cái USB. Chúng ta bấm vào USB ha. Chúng ta sẽ bấm vào cái bản nâng cấp. Bản nâng cấp hồi nãy tôi đã tải về. Có bạn nào chưa có bản nâng cấp thì để bình luận ở dưới video mình sẽ gửi cho các bạn ha. Chúng ta mở ra. Sau khi mình giải nén ra thì nó có một cái mục vậy chúng ta mở ra và cái mục cuối cùng của nó là B carry đó. Cái mục đây là cái mục bản nâng cấp của chúng ta đó, còn cái trên thì các bạn khỏi cần nhìn vào trong đó ha. Chúng ta bấm select bạn để ý nha, sau khi select thì nó xuất hiện của mình là nó báo chúng ta update thì chúng ta update ha. Rồi nó chạy lên 100%, bạn chờ một xíu. Nhớ là cái mục mà có cái đuôi là BKR ha các bạn. Rồi giờ nó tự động nó khởi động lại đàn lại cho chúng ta chờ một xíu ha. Thì thông thường này update như vậy thì cái style nó không bị mất, nhưng mà để bảo vệ an toàn trừ trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thì các bạn nên lưu style riêng ra ngoài ha. Lưu hết bộ set của chúng ta và lưu theo cách của mình thì khỏi cần mở khóa ha các bạn. Lưu theo cách của mình là nó sẽ lưu luôn một lưu tất cả các dữ liệu trong đàn luôn, nó bóc nó bỏ ra ngoài luôn. Khi chúng ta cần chúng ta sẽ bóc bỏ lại vào trong ha. Thì không sao hết. Ừ. Chúng ta đợi ít phút. Mình nhắc lại ngay các bạn nào chúng ta chưa biết về cái này thì chúng ta hãy để bình luận ở dưới video và mình sẽ gửi cái phần mềm này các bản nâng cấp này cho các bạn ha. Và bởi vì đêm về khuya cho nên là sau khi cài thành công là mình cũng giới thiệu sơ qua rồi anh em chúng ta tự về khám phá rất là tuyệt vời.
nó sẽ giúp cho chúng ta lưu thêm được vài trăm cái style nữa để phục vụ tốt hơn cho công việc của chúng ta. Kể cả Sun nó đều có những cái tiếng mới, drum nó cũng thêm drum mới, thì các bạn cài xong thì các bạn tự khám phá ha. Sau khi nó cài xong nó sẽ báo có màn hình là free turn off, đó có nghĩa là nó bảo chúng ta tắt nguồn khởi động lại ha. Chúng ta tắt nguồn chạy 100% là nó báo cái chữ đó thì chúng ta có quyền tắt nguồn và chúng ta khởi động lại. Thì mình cũng mới biết được cái phần mềm này do anh em chia sẻ cái bản nâng cấp này đó, thì mình cũng chia sẻ lại cho anh em thôi ha, để anh em chúng ta xài. Thật là tuyệt vời khi mình vừa đổi BA7 là có cái bản nâng cấp liền. Nhiều bạn ở phía trước chúng ta đã sắm lâu rồi nhưng mà chưa có cái bản nâng cấp này. Chúng ta chờ một xíu ha. Hồi nãy mình tính làm cho các bạn sớm nhưng mà hồi nãy bên kia nó mở nhạc, mình không thể làm hướng dẫn được. Cho nên là sau khi chờ bên kia họ hát karaoke họ nghỉ rồi xong rồi mình mới làm cái bản hướng dẫn các bạn ạ. Sáng mai thì mình bận việc cho nên là bây giờ mình phải làm cho các bạn để các bạn chúng ta biết cách chúng ta update nó. Sau khi update thì màn hình nó sẽ để chữ BA7 thấy không, và chữ musicon nữa các bạn đó. Rồi chúng ta cứ bấm return đó, cứ bấm như thế là nó sẽ update được thôi. Nó một một chập nó sẽ báo lại đó và chúng ta cứ bấm đó, bấm cái nút như thế thôi. Đợi khoảng khoảng cũng không lâu đâu. Các bạn nhớ rằng khi mình up bộ set khác vào này mà các bạn phải cài lại cái bản này nó mới có ha. Nó chỉ nhận một bộ set, chỉ có một, nó chỉ nhận một cái bản này thôi. Một cái bản nâng cấp này thôi, khi các bạn đưa bộ set khác vào các bạn phải nâng cấp lại. Bạn chờ một xíu ha, nó cũng hơi lâu một xíu à, để cho nó rõ ràng thì mình sẽ làm xong. Khi nó xuất hiện xong mình mở sơ qua mấy cái style để cho các bạn thấy, chứ còn bây giờ mình không mở âm thanh bằng buổi defia rồi các bạn ha. Cái gì thông cảm với mình không thôi, bởi các bạn chờ một xíu, kiên nhẫn chúng ta chờ một xíu thì nó sẽ load xong và nó sẽ xuất hiện lại cái màn hình bình thường của chúng ta. Rồi chúng ta cứ bấm sao cả. Cái này nó rất là trải nghiệm, rất là tuyệt vời à, nó cho thêm chúng ta nhiều sao, nhiều drum để chúng ta lựa chọn. Thì tất nhiên bộ update thì đương nhiên là nó rất là ok rồi, bởi vì người ta làm sao người ta củng cố lại thì đương nhiên thì người ta phải có kinh nghiệm từ cái lúc trước đó. Các bạn chờ một xíu ha, nó hơi lâu một xíu, chúng ta cũng kiên nhẫn chờ đợi. Các bạn nào mà chúng ta chưa có cái này thì chúng ta cứ để bình luận cho mình biết chừng ha, rồi mình sẽ gửi cái file sẵn cho các bạn luôn, các bạn khỏi cần phải vào trong cái đường link tải về. Thì thông thường là nó cài nó rất là mất khoảng thời gian rất là lâu và chúng ta cũng kiên nhẫn chờ đợi. Chắc là mình nghĩ chắc là mất khoảng thời gian rất là lâu các bạn à. Các bạn cứ làm theo như mình hồi nãy ha, à, từ từ nó sẽ xuất hiện và có lẽ là xong rồi đó. Mình nghĩ chắc là cũng gần xong rồi đấy. Cái bản này là theo mình được biết là nó cũng có cải thiện về cái chất lượng âm thanh ra luôn á các bạn, cho nên là bộ set chúng ta nó có sẽ một chút thay đổi về âm thanh, thì các bạn tự tự tìm hiểu ha. Đó sau khi update xong thì cái màn hình mình nó đã xuất hiện đó. Ở đây nó sẽ có một cái mục này style này các bạn thấy không, đó nó có nhiều style mới hay lắm, bởi vì đêm khuya mình không thể mở nhạc được nó, các bạn thấy không. Nó thêm một cái mục nữa, một mục lưu trữ nữa, lưu trữ bấy nhiêu style này nữa của nó này đó.
thêm được mấy trăm sợi tay nữa các bạn, và kể cả là tiếng, phần tiếng cũng vậy thôi các bạn, tiếng này không, nó thêm mấy trăm sợi tay tiếng. Và drum thì sao, drum thì chúng ta vào drum chúng ta xem global sun ha, chúng ta vào drum này, drum nó vẫn có cái này các bạn, đây này drum này, nó thêm drum rất là nhiều các bạn. Mình bấm vào đây, bấm vào drum, bấm start này, nó có drum này đó các bạn thấy không, nó thêm drum mới cho chúng ta rất là nhiều đó. Thì các bạn tự mà về mà nghiên cứu đêm khuya rồi mình không có mở nhạc được ha. Thì đó các bạn, sau khi xem đó thì tất cả đều tiếng bằng tiếng, nó đều thêm này, drum đều thêm này đó, style của nguyên style của hãng Core người ta vẫn thêm cho các bạn, style rất là sang trọng các bạn, rất là chất lượng đó. Nhưng mà style này dùng để đánh nhạc sang mà thôi đó. Bằng tiếng này, tiếng này có bao nhiêu tiếng thì để mình xem, tiếng này thì họ họ cũng thêm giống như nhà ấy, giống một băng vậy, nguyên một băng về thì mấy trăm thứ tiếng nữa không, thì nó thêm là một số đó. Thì đó, chúc cho các bạn thành công ha, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha. À, chào các bạn, à, chúc các bạn chúng ta sẽ khám phá được nhiều cái dòng làng con. À, xin chào các bạn.